Rồi. Anh Bảy giới thiệu gì mình chuẩn bị đi câu cá đâu anh Bảy? Mà giữ mà. Quay cái chỗ này giữ nha. Này giờ anh em ra xong cái bé câu cá rồi, giờ đang chuẩn bị lên đường. Sữa chua thì ngon hơn. Sữa chua bắt mùi lẻ hơn các mặt. Sữa chua mà. Chứ không có sữa chua thì xài cơm mẻ. Cơm mẻ. Chua hả chứ màu xanh? Có gì cuốn đâu. Có, màu xanh á. Xanh không á. Thêm nước. Ủa? Chuối phăng, chuối vô cái nơi khỏi. Bắp chuối vô đi rồi hả? Thiếu hai cái nước. Đúng rồi này, bắp chuối nó có mùi thơm chuối nữa đó. Vào khoai lang nữa. Rồi.
cho các bạn trước tôi sẽ bắt con cá lên cho các bạn thấy. Rồi quăng đi. Hôm nay xuống nhưng mà bị trời mưa quá các bạn ơi. Trời quá đẹp. Mưa gió bão bùng luôn. Không có lăn hay nào. Sao rồi anh Bảy cho em chút cảm nhận kỹ về nãy giờ anh Bảy? Ăn được có một lần một mà giật không có dính hả? Sau một hồi dầm mưa và giải nắng chúng tôi chú nắng à. Còn đây là anh Hồng à, mới tham gia subscribe cho kênh của mình. Anh ấy đã đi theo mình xuống lặn lội xuống đây câu cá và hiện giờ anh ấy cũng đang được một con cá rô. Không có con cá nào cho con cá cười chứ được hả? Cười gượng thôi. Cười gượng thôi. Hôm bữa nay anh em đi câu hơi bị thất bại rồi, tại vì mưa quá. Không, hẹn hẹn bạn tí xíu thôi.
hẹn bạn. Bữa nay hai cao thủ Huy và Bảy đã bỏ trận chiến. À, có hai cái gô cũng được đi. Rồi, ok. Xin cảm ơn.